Giải gì mới giải vô? Giải gì? Giải gì nữa? Giải đó. Nó ta tầm vào cái phủ ngoài cái bột giấy gì nữa. Cái con đơn này là ngoài ta tầm cái bột này rồi cái mũ bột đợt tòng vô rồi bột rút lại về. Vậy đó. Con đơn ở dưới ta tải con đơn thôi rồi gì nữa mà tầm gì nữa. Nè, mũ nè. Quấn cái đỏ này quấn ảo, quấn cái này lại. Rồi ông chở nó về với ổng gì trước đi. Chở cái gì? Cũng nước rồi đó. Rồi vậy là xong lấy cốt là xong cả nhà. Vũ xin phép cả nhà cắt clip tại đây nha. Vũ cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh của Vũ nha. Cả nhà cho Vũ xin một lượt đăng ký và lượt chia sẻ nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Rồi xong cả nhà, Vũ xin phép clip tại đây nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà nhớ cho Vũ xin. Nó là xuống lớp dưới nha cả nhà. Cả nhà đừng quên cho mấy em xin được đăng ký nha cả nhà. Nó có động lực mệt quá. Em đã đào xuống một lớp giá nha cả nhà. Rồi mình vừa làm vừa quay cả nhà nên không được chi tiết lắm.
cả nhà ông cả.